Hey các bạn, vậy là lại một mùa Giáng sinh nữa tới. Để mùa Giáng sinh của các bạn thêm phần ý nghĩa, bọn mình quyết định mở bản áo Spy Room phiên bản đặc biệt, giới hạn cho mùa Giáng sinh năm 2020 này. Bọn mình sẽ để link mua áo ở dưới phần mô tả, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội có 102 này nhá. Các bạn chỉ có một tuần thôi đấy. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật an lành. Theo tháp nhu cầu của Maslow thì nhu cầu của con người được chia thành 5 tầng cơ bản. Tầng 1, physiological, là các nhu cầu thuộc về thể lý, bao gồm các nhu cầu như đồ ăn, thức uống, thở, nghỉ ngơi, chỗ ở, quần áo, bài tiết, tình dục. Tầng 2, safety, là nhu cầu an toàn về thân thể, sức khỏe, việc làm, tài sản. Tầng 3, là nhu cầu xã hội như tình cảm, tình bạn, muốn được trực thuộc một cộng đồng nào đó. Tầng 4, esteem, bao gồm các nhu cầu được kính trọng, được quý mến, tin tưởng, địa vị, danh tiếng và thành đạt. Tầng 5, self-actualization, là các nhu cầu tự thể hiện bản thân như khả năng trình diễn, khả năng sáng tạo. Con người sẽ thỏa mãn nhu cầu ở tầng thấp hơn trước, sau đó thỏa mãn những nhu cầu ở tầng cao hơn. Theo đó, tình dục thuộc tầng đầu tiên của tháp nhu cầu, đây là nhu cầu bản năng và cần thiết của một con người. Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có tới 1/3 trong số trên 205 trường hợp mang thai trên thế giới là mang thai ngoài ý muốn. 36% độ tuổi vị thành niên cho biết có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, trong khi tỷ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục cao nhất ở độ tuổi dưới 25. Có thể thấy, tình dục an toàn là một chủ đề đáng được lưu ý và tìm hiểu để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Ở chủ đề này, Spider Room và tác giả xin gửi đến các bạn thông tin hai phần. Hôm nay mình và các bạn sẽ tìm hiểu ở phần 1 trước nhé. Phần 1. Thế nào là tình dục an toàn? Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp. 1. Thế nào là quan hệ tình dục an toàn? Theo như chúng mình tìm hiểu được, quan hệ tình dục an toàn là quan hệ tình dục đồng thời bảo vệ bản thân, bạn tình của bạn, chống lại các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn. Quan hệ tình dục không liên quan đến trao đổi tinh dịch, dịch âm đạo hoặc máu giữa các đối tác được coi là quan hệ tình dục an toàn. 2. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp. Chlamydia. Nguyên nhân là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra. Vi khuẩn này thường lây lan qua đường tình dục hoặc tiếp xúc với dịch sinh dục bị nhiễm bệnh, tinh dịch hoặc dịch âm đạo. Cách thức lây truyền. You're going to be having a lot of urges. You're going to want to take off your clothes and touch each other. But if you do touch each other, you will get chlamydia. Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm chlamydia nếu quan hệ tình dục qua ngả âm đạo, hậu môn, miệng với người đang nhiễm chlamydia. Nếu bạn tình của bạn là nam, bạn có thể bị lây nhiễm kể cả khi người đó không xuất tinh. Nếu từng nhiễm chlamydia và đã điều trị khỏi trong quá khứ, bạn vẫn có thể tái nhiễm nếu quan hệ không an toàn với người đang nhiễm chlamydia. Phụ nữ có thai nhiễm chlamydia có thể truyền bệnh cho bào thai. Triệu chứng có thể gặp. Ở phụ nữ, 70% phụ nữ nhiễm chlamydia không triệu chứng. Các triệu chứng nếu có: dịch âm đạo bất thường, đau rát khi đi tiểu, chảy máu âm đạo hoặc ra máu vào khoảng giữa hai kỳ kinh nguyệt, ra máu sau khi quan hệ, đau hoặc khó chịu ở bụng dưới. Ở nam giới, 50% nam giới nhiễm chlamydia không triệu chứng. Các triệu chứng nếu có: đau buốt khi đi tiểu, dịch tiết ở lỗ tiểu bất thường, đau hoặc khó chịu ở đầu dương vật. Biến chứng có thể có. Nếu không điều trị, các biến chứng có thể xảy ra của bệnh này là: viêm tử cung và vòi trứng ở nữ. Biến chứng này có thể xảy ra ở 10-40% phụ nữ nhiễm chlamydia và xảy ra âm thầm, có thể hàng năm sau khi nhiễm bệnh mà không hề có triệu chứng gì trước đó. Đau vùng chậu mãn tính, tăng nguy cơ vô sinh cả nam và nữ. Thai ngoài tử cung, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc chiết lưu ở phụ nữ mang thai nhiễm chlamydia không điều trị. Viêm khớp phản ứng do lậu. Bệnh lậu. Nguyên nhân là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục do vi khuẩn lậu gây ra, bệnh chủ yếu ở vùng sinh dục. Ngoài ra, vi khuẩn lậu có thể gây bệnh ở họng và mắt. Cách thức lây truyền. Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm lậu qua quan hệ tình dục, qua ngả âm đạo, hậu môn, miệng với người đã nhiễm lậu. Triệu chứng. Ở phụ nữ,
50% phụ nữ nhiễm lậu không có triệu chứng. Ở những phụ nữ có triệu chứng, 50% có tăng tiết hoặc thay đổi bất thường dịch âm đạo, 25% đau bụng, đau khi đi tiểu dễ nhầm với nhiễm trùng tiểu thông thường, đau khi quan hệ tình dục, hiếm hơn, chảy máu ở khoảng giữa hai kỳ kinh nguyệt bất thường, triệu chứng ở vùng khác, ngứa hậu môn hoặc đau rát họng nếu có tiếp xúc sinh dục với phần này với người nhiễm lậu. Nam giới, 90% nam giới mắc lậu có triệu chứng. Viêm niệu đạo là triệu chứng bệnh lậu điển hình ở nam giới, thường xuất hiện 5 đến 7 ngày sau khi quan hệ không an toàn với người nhiễm lậu. Dấu hiệu thường là dịch tiết dương vật bất thường, xảy ra ít nhất 5 trên 10 nam giới nhiễm lậu, đau rát khi đi tiểu, tiểu cắt, cảm giác mót tiểu thường xuyên, đỏ vùng miệng sáo, lỗ tiểu, nhiễm trùng vùng hậu môn và họng có thể xảy ra nếu có tiếp xúc sinh dục ở vùng này. Triệu chứng ở những vùng này thường là ngứa, đau họng. Biến chứng. Ở phụ nữ, viêm tử cung, buồng trứng, vô sinh, thai ngoài tử cung, sảy thai, sinh non, nhiễm trùng vùng chậu nặng lên có thể lan đến gan, áp xe tuyến Bartholin. Trẻ em sinh qua ngả âm đạo từ người mẹ nhiễm lậu có thể nhiễm trùng mắt do lậu. Ở nam giới, lậu có thể lan truyền từ niệu đạo đến tuyến tiền liệt, có thể gây nhiễm trùng tinh hoàn hoặc màu tinh. Nam quan hệ đồng giới có thể nhiễm lậu ở hậu môn hoặc họng. Herpes sinh dục. Nguyên nhân: bệnh do herpes simplex virus gây ra. 80% người nhiễm virus herpes ở sinh dục không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng thoáng qua hoặc rất nhẹ. Ở những người này, virus sẽ cư trú ở dạng không hoạt động trong rễ thần kinh vùng sinh dục, không gây bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, những người không có triệu chứng vẫn có thể có virus ở vùng sinh dục và do đó có khả năng truyền bệnh qua đường tình dục. Triệu chứng. Triệu chứng ở lần phát bệnh đầu tiên: mệt mỏi, sốt nhẹ, mụn nước mọc thành chùm ở vùng sinh dục, hậu môn, có thể mọc từng đợt trong 1 đến 2 tuần. Mụn nước sau đó vỡ để lại các vết chợt nông, các hạch vùng bẹn có thể nổi. Ở phụ nữ, có thể thấy dịch tiết âm đạo bất thường, mụn nước có thể khó quan sát nếu mọc ở cổ tử cung hoặc các túi cung âm đạo. Lưu ý, đôi khi triệu chứng phát ra đầu tiên có thể xuất hiện rất lâu, hàng tháng hoặc hàng năm sau lần nhiễm bệnh đầu tiên. Đó là lý do bạn có thể xuất hiện triệu chứng kể cả khi bạn quan hệ tình dục an toàn hoặc quan hệ với người không nhiễm bệnh. Bạn có thể mắc bệnh từ bạn tình trước đó nhưng không biết người đó mắc bệnh. Tái phát, lần thứ hai trở đi. Vì một lý do nào đó mà virus có thể trở nên hoạt động, các triệu chứng nhìn chung nhẹ nhàng hơn, ngắn hơn so với lần đầu có triệu chứng. Cảm giác châm chích và ngứa vùng sinh dục, mụn nước mọc thành chùm với các tính chất tương tự trong lần phát bệnh đầu tiên. Lưu ý, các mụn nước chứa nhiều virus và rất lây. Do đó trong giai đoạn có mụn nước, hạn chế quan hệ tình dục. Nếu có quan hệ tình dục, dùng bao cao su có thể sẽ không bảo vệ được hoàn toàn. Do mụn nước hoặc các vết chợt có thể có ở mặt những vùng không được bao cao su che phủ. Mụn cóc sinh dục. Mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi màu gà, gây ra bởi Human Papilloma Virus, HPV, có khoảng hơn 100 loại HPV được định danh. Trong đó các tác nhân chủ yếu gây bệnh sùi màu gà là HPV loại 6 và loại 11. Sùi màu gà lây qua đường tình dục, HPV lây truyền qua đường tiếp xúc, phần lớn là trực tiếp, da chạm da, hoặc ít hơn, lây gián tiếp ở vùng sinh dục cùng tiếp xúc với đồ vật. Triệu chứng thường là một hoặc một vài sần nhỏ ở vùng sinh dục hơi gồ lên khỏi bề mặt da. Phảng phất hơi sùi nhẹ, nếu không điều trị, sùi màu gà có thể tự hết hoặc tồn tại dài dẳng. Ở người suy giảm miễn dịch, sùi màu gà có thể tăng kích thước và số lượng. Giang mai. Bệnh giang mai do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra là bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Triệu chứng đầu tiên của giang mai thường là một vết loét tròn hoặc bầu dục ở ngay phần nhiễm của vi khuẩn. Dương vật, miệng, họng, cổ tử cung là những vùng hay gặp. Những vết loét này thường không đau, tự hết sau khoảng 2 đến 6 tuần kể cả không điều trị. Giai đoạn này thường có nổi hạch ở gần vùng có vết loét. Nếu không điều trị, vi khuẩn giang mai sẽ đi vào máu, liên tiếp sinh sôi và gây hàng loạt các triệu chứng tại da, niêm mạc. Nếu tiếp tục không điều trị, bệnh sẽ bước vào giai đoạn muộn với hàng loạt các biến chứng ở cơ, xương, hệ thần kinh, mạch máu. Phụ nữ mang thai mắc giang mai nếu không điều trị có khả năng sảy thai, thai chết lưu, trẻ chết hoặc mắc nhiều dị tật sau sinh. HIV. HIV có thể gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, AIDS nếu không được điều trị.
HIV tấn công vào hệ miễn dịch của cơ thể, với đích nhắm là tế bào CD4, một tế bào giúp hệ miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng hoặc ung thư liên quan đến nhiễm trùng. Nếu được điều trị bằng các liệu pháp ức chế virus, HIV có thể được kiểm soát, người nhiễm HIV có thể sống lâu dài, khỏe mạnh. HIV lây chủ yếu qua các loại dịch tiết cơ thể như máu, tinh dịch, dịch nhầy, trước khi xuất tinh, dịch hậu môn, dịch âm đạo, sữa của người mắc HIV. Nhưng dịch tiết này có thể tiếp xúc với niêm mạc da, da bị tổn thất hoặc tiêm trực tiếp vào mạch máu. HIV không lây qua nước bọt. Cách thức lây truyền chủ yếu của HIV là quan hệ tình dục không an toàn, trong đó quan hệ đường hậu môn có nguy cơ cao nhất. Sử dụng chung kim tiêm với người mắc HIV, truyền từ mẹ sang con, nguy cơ này giảm ở người mẹ có điều trị. Triệu chứng: trong vòng 2 đến 4 tuần sau khi nhiễm, người mắc có thể cảm thấy mệt mỏi và có triệu chứng như cúm kéo dài trong vài tuần rồi biến mất. Giai đoạn tiếp theo diễn ra âm thầm và hầu như không có triệu chứng. Khi không điều trị, tải lượng virus bắt đầu tăng lên và số lượng tế bào CD4 cộng giảm dần. Giai đoạn nặng nhất của người mắc HIV là giai đoạn AIDS. Khi CD4 cộng giảm xuống dưới 200 tế bào trên mm, người bệnh AIDS có thể sống được 3 năm nếu không điều trị. Viêm gan B, C. Theo số liệu thống kê từ WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, tại Việt Nam đang có 7,8 triệu người mắc viêm gan B và 1 triệu người mắc viêm gan C. Viêm gan B và C gây ra gần 80 ca ung thư gan và 40 ca tử vong mỗi năm. Một nghiên cứu cho thấy 90% người ung thư gan đã hoặc đang nhiễm virus viêm gan B hoặc C. Nguyên nhân: do virus hepatitis B và hepatitis C gây ra. Cách thức lây truyền: mẹ sang con, qua đường máu, qua dịch cơ thể như tinh dịch hoặc dịch tiết âm đạo. Quan hệ tình dục, kể cả quan hệ đường miệng không an toàn, là con đường lây truyền virus viêm gan B và C. Triệu chứng: giai đoạn cấp. Chỉ khoảng 50% ca nhiễm virus viêm gan có triệu chứng. Sau khi nhiễm khoảng 1 đến 6 tháng, người nhiễm bệnh có thể có cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, sốt, vàng da, nước tiểu đậm màu, phân nhạt màu. Các triệu chứng sẽ mất sau vài tuần kể cả không điều trị. Giai đoạn mạn, 70% người nhiễm virus không có triệu chứng, gọi là người lành mang bệnh và có thể lây bệnh cho người khác. Khoảng 20% người lành mang bệnh có thể tự đào thải virus ra khỏi cơ thể mà không cần điều trị. Một số người mang virus tiến triển thành viêm gan, gọi là viêm gan virus mãn tính. Triệu chứng có thể là vàng da, mỏi cơ, ăn kém ngon, đau vùng gan với mức độ ở tùy người. Một số tiến triển nhanh thành xơ gan hoặc ung thư gan. Và đó là một vài thông tin về quan hệ tình dục an toàn. Các bạn có thấy những thông tin này hữu ích không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này và các bạn đã trên 18 tuổi rồi thì đừng ngại ngùng gì mà không bấm ngay vào nút like và nút share. À, cũng đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!